Rồi sau hết cái thời thượng thượng quân là mình sắp sửa qua thượng thượng quân, gọi là thời sung sướng á, ai mà có phước mới qua được nha. Hiện giờ chưa biết à, mình còn đang là giống như hiện hôm nay cũng giống như ngày 28 tháng 4 năm 75 vậy đó, còn 29 ngày 30 đúng không, qua cái mùng 1 thì mình còn có 2 ngày nữa. Bữa nay là năm 2022 thì kỳ dí giống như ngày 27, 28 của năm 1975 vậy đó, là cộng sản nó chạy vô tới miền Trung rồi, thấy không, tới xa lộ Kinh Hoàng rồi. Có cái cô gì mà nít mà bị phỏng đó, là nít Úc cũng chụp được cái hình đó, giống kiểu đó. Qua tới mùng 1 á, mình mới rồi mình xuống tàu, mình đi qua đảo Guam rồi mình mới biết mình sống, chưa chắc nữa. Thì bữa nay cũng như ở 27 đi, qua cái thời đại này người hành tinh họ sẽ tiếp cận với con người của mình officially luôn á, là ra mặt luôn á. Thì lúc đó anh nghĩ thử, những nước giống như độc tài hay những nước tư bản như Mỹ có còn đi chế vũ khí ăn hiếp người ta nữa không? Nó vũ khí là vô dụng. Thế, với cái thời đó, lúc đó con người chỉ có đoàn kết và con người chỉ có xây dựng cái trái đất này tươi sáng hơn. Ok, Biden đúng một phần là gì, không có muốn ô nhiễm môi trường đúng không? Cái đó cũng là đúng, để cho thời vàng kim. Nhưng mà nó hơi sớm quá thì làm hôm nay giá xăng của mình lên. Cho nên bất cứ gì bề trên nói, tất cả họ xuống đây đều đóng màn kịch hết. Cả Biden cũng đang đóng màn kịch, Putin cũng đang đóng màn kịch, làm người xấu như một cái vở kịch vậy đó. Rồi mọi chuyện nó phải đúng theo lớp theo lan, nó sẽ xảy ra từng thứ từng thứ. Tại vì Kiệt là người trong cơ vận thì biết trước được tất cả những gì ở ngoài đời ít ai biết. Kiệt là người nắm thánh săn lăng xăng, mong cho nó xảy ra nhiều hơn quý vị nữa, nhưng mà nó không có được như vậy. Tại vì cái màn kịch, cái phim nó 2 tiếng rưỡi, bây giờ mình mới có 1 tiếng rưỡi à, cái chuyện muốn bấm chữ em thì có khúc sao nó làm sao. Mỗi một phút, mỗi một giây trên cái màn hình nó có thể dạy lại nhân loại một chuyện. Hôm nay nước Tàu hiểu được cái tiếng nói công bằng của 20 mấy tỉnh nổi dậy, 20 mấy đứa học sinh mà đại học của Tàu hôm nay xin lỗi chính thức những đứa học sinh của Hồng Kông mà mấy năm trước biểu tình. Tôi xin lỗi mấy bạn, tới lúc trước mà Hồng Kông biểu tình á, trời ơi mấy thằng này nó chửi tụi mày rảnh quá chia rẽ đất nước, mà hôm nay nó mới hiểu được. Thì đó cũng là một bài học, nhưng mà nó phải một năm mấy năm đúng không thì mới học được. Mình phải trải qua cái Covid, hôm nay mình mới thương những cái gì mình đang còn, những người thân mình đang còn đúng không. Hôm nay nếu mà không có bao nhiêu cái khổ thì cái đạo thiên tâm á cũng ít người biết nữa. Việc nói là lời thật, việc thật ai bệnh việc cứu ở trên online thì kêu đeo dấu hiệu thiên tâm. Lúc đó có biết bao nhiêu người bị Covid mà hấp hối, mà lúc đó con máy thở nha, ở bên Việt Nam và bên Mỹ nữa. Kiệt niệm Phật về mọi việc, để cái hình như nè, cái máy gì mới nhìn cái hình, rồi Kiệt cho cái địa chỉ của cái nhà thương của mấy người đó nè, mấy gì vậy cứu ngay trên đường diện luôn á. Dạ, Kiệt làm rất là nhiều trong cái lúc Covid. Tại vì đối với mấy chị gì, cái điện thoại, cái màn hình và cái địa điểm với cái tên thôi là cái cứu được rồi. Thầy nghĩ thiên tâm ra đời là cũng vì nhân loại quá khổ. Hôm nay cũng có chị này làm chứng thì giáo thiên tâm cứu chị phải không? Chị là người thứ 1000 nói cho em biết rồi đó. Nhưng mà mình nói nhiều quá mấy cái này á, một số người họ bị chướng ngại bởi họ không có tin á. Khi con người nó không tin thì gì nó cũng không tin hết, họ sẽ bị chấp, họ săn lên, họ đỏ. Thì cái đó thì Kiệt đau lòng thôi, thì không muốn nói nhiều những cái mầu nhiệm của thiên tâm, nhưng mà nó rất là mầu nhiệm.